Thì đã gì ạ? Đây là đã bắt đầu vào nội dung chính rồi đúng không nhỉ? Rồi thì nội dung chính này nó có thể kéo dài, nó kéo ngắn là do chúng ta. Nhưng mà trong phần nội dung chính này phải luôn nhớ những thứ để có thể giữ người xem và tăng được tương tác này. Thứ nhất là câu hỏi. Thường xuyên đặt ra câu hỏi cho người xem. Ví dụ mình biếng ăn thì thay việc chỉ là câu hỏi là nhà là các mẹ các chị ở đây có chị nào cũng có con từng bị biếng ăn không thì các chị có số 1 và em cái như kiểu vậy thì câu hỏi đấy có thể là nó sẽ ít tương tác thì mình sẽ hỏi thêm câu khác nữa là gì ạ à, các chị ơi các chị nào ở đây nhà mình nào đang có bé dưới 10 tuổi ạ đã có bé dưới 10 tuổi nhá à, chị Lan chị Bình còn ai không ạ còn ai có con dưới 10 tuổi đúng không ạ đấy thì câu hỏi kiểu như vậy sẽ có nhiều tương tác hơn. Thường xuyên đặt ra câu hỏi cho người xem. Tiếp nữa. Thường xuyên có hoạt động chào người xem hoặc là chào người comment. Thậm chí là cá nhân hóa với ai đó khi người ta comment. À, em chào chị Linh. Các bạn ơi, chị Linh này là chị đồng hương của mình đấy, cùng đi lập nghiệp ở trong Hồ Chí Minh. Rồi, bây giờ chị ấy cũng có một gia đình cực kỳ hạnh phúc luôn. Ngưỡng mộ anh chị ấy lắm. Chị ấy làm bảo hiểm đấy các bạn ạ. Đấy, cá nhân hóa. Thường xuyên có câu hỏi cho người xem này. Thường xuyên chào hỏi cá nhân hóa này. Nào. Thế bây giờ trong nội dung chính nào. Trong nội dung chính. Làm như thế nào. Để khiến cho người xem. Người ta cảm thấy là hừng hực. Người ta muốn xem của mình. Thì cái phần này rất là chú ý cái phần cảnh quay cái thể dự. Bởi vì nội dung này là nội dung chiếm nhiều thời lượng nhất. Có chào hỏi này, có câu hỏi này này. Thì về cảnh quay các bạn nhớ nhá. Hạn chế nhất là cái việc các bạn là cứ cầm, nó cứ rung, nó cứ vừa rinh, nó cứ vừa thế lọ thế chai như này. Bạn khiến cho cái điện thoại của bạn nó càng cố định thì càng tốt. Khiến điện thoại của mình nó càng cố định càng tốt. Nên vì sao thì bảo rằng các bạn có cái giá đỡ là có cái gậy đa năng là như vậy. Để có những lúc các bạn để ý là đây này nó cũng có phần chuyện phiếm này này đúng không, mình đang nói về cái gì đấy thì tuy nhiên mình lại kể với câu chuyện có thể liên quan đến nó hoặc là liên quan gần đến nó, đấy là chuyện phiếm đấy. Thì những cái lúc mình kể chuyện phiếm như này có thể là mình quay về mặt của mình này rồi đúng không ạ. Thì để mình tập trung mình kể câu chuyện phiếm ấy thì đừng có áp lực là phải quay cảnh gì cả, quay luôn mặt của mình này và mình kể thôi. Đó. Rồi, thì nội dung chính có cái gì nữa? Có cái gì để còn bây giờ là gì ạ? Khiến người ta mình chưa đến giai đoạn bán hàng đúng không nhỉ? Ví dụ nội dung chính này mà chưa đến giai đoạn bán hàng. Thì làm như thế nào đấy để khiến cho người ta phải để lại thông tin. Khiến người ta phải để lại thông tin. Cái này là cái bí kíp trong livestream đấy nha. Chưa cần bán hàng mà khiến cho khách hàng tiềm năng của mình phải lộ diện rồi. Từ khóa rất quan trọng, đó là tài liệu miễn phí. Tài liệu miễn phí. Nào, tài liệu miễn phí. Cái lúc mà bạn đang rất là muốn bán cái sản phẩm liên quan đến gan, bổ gan đi. Đúng nhỉ? Rồi, thay vì việc là bạn nói là gì ạ? À? Là có sản phẩm bổ gan này tốt lắm, ưu đãi khuyến mại chấm chấm như thế nào đấy. Thì việc của mình là gì ạ? À? Là mình chia sẻ một kiến thức gì đó liên quan đến gan. Sau đó mình nói rằng gì ạ? À? Thậm chí mình cầm tay luôn. Đây, mình có một cái tài liệu này. Tài liệu là gì ạ? À? Ví dụ như là 18 món ăn. Đúng không? Hoặc là gì ạ? Mình có tài liệu là cẩm nang. Đấy.
cẩm nang, gan khỏe, sống vui, ví dụ kiểu như vậy. Hoặc là 18 công thức, 18 món ăn. Đấy. Hoặc là gì ạ? À? 18 lời khuyên vàng cho người bị bệnh gan, ví dụ kiểu như vậy. Đó, nhưng mà là gì ạ? Các bạn ơi, gia đình các bạn có ai cũng có gặp vấn đề về suy giảm chức năng gan, người hay nóng trong, hay mệt mỏi, hay là chấm chấm gì đó không? Ok, mình có tài liệu này mình tặng cho. Tài liệu này mình sưu tập và mình biên tập rất là kỹ rồi. Có các món ăn, có các chấm chấm gì đó rồi. Đấy, thì kiểu gì trong chỗ có khoảng tầm 10 20 người xem. Kiểu gì cũng có 2 3 người đến 5 người là anh em muốn nhận, em muốn nhận. Nhưng mà ok, tí nữa inbox cho chị nhá. Đấy, nên là trong nội dung chính của phần livestream, dù đó là kịch bản livestream cho cái ý tưởng nào, thì cũng phải nhớ thầy dự là hãy chuẩn bị cái tài liệu miễn phí nào đấy. Hãy tài chuẩn bị ít nhất một tài liệu miễn phí. Thậm chí cái livestream đấy bạn rất là muốn bán nhiều sản phẩm khác nhau. Một sản phẩm về gan này, sản phẩm về biếng ăn này, sản phẩm về vùng kín phụ nữ, giống như kiểu như vậy. Một cái livestream có thể bạn bán nhiều như vậy. Thì có thể là gì ạ? Mỗi một cái sản phẩm đấy, bạn có một cái tài liệu miễn phí. Tài liệu 1, tài liệu 2 và tài liệu 3. Nên cái này các bạn phải đóng ngoặc vào thì dự, khoanh tròn vào thì dự. Muốn bán được nhiều hàng trên livestream thì sao? Đầu giờ chúng ta học rồi là phải biết marketing. Phải có những cái nội dung marketing chứ đừng có tập trung nội dung bán hàng vậy. Rồi bây giờ lại có thêm những là gì ạ? Là phải có thêm cái mồi câu, cái này gọi là mồi câu. Tài liệu miễn phí nó gọi là mồi câu marketing. Phải biết